Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 002. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết vô cơ phần đếm phản ứng xảy ra. Các em có thể là tham gia khóa học này bằng cách là truy cập vào cái trang web ở trên đỉnh đây. Quay lại bài mã số ID là 002. Trước khi mà các em xem video này, các em vào link đề tải về. Tải đề về các em làm xong đó các em mới xem lại video. Sau khi xem lại video rồi thì các em thấy thiếu phản ứng nào hoặc sai phản ứng nào, hoặc kiến thức nào chúng ta cần bổ sung, các em ôn ngay lập tức lại với thầy để năm nay chúng ta có thể là có kết quả tốt nhất. Hy vọng là xong cái khóa lý thuyết vô cơ này, các em có thể tự tin với những bài lý thuyết kiểu như thế này. Đáp án bài mã số ID là 002 này, thầy chọn đáp án là B, là bốn thí nghiệm. Bốn thí nghiệm này được thầy đánh dấu màu đỏ đó. Vấn đề của video là phải giải thích cho các bạn biết là lý do vì sao chọn và lý do vì sao loại những thí nghiệm khác. Ở đây thầy có thí nghiệm A trước. Thí nghiệm A là một phản ứng trao đổi. Đây là bài tập tạo thành kết tủa ALOH 3 lần. Đó. CO2 dư thoải mái nha, không kết tủa không bị tan. Như vậy kết quả là ở phản ứng này không có sự thay đổi số xóa nào hết. Do đó nó bị loại, nó không phải là phản ứng oxy hóa khử. Muốn là phản ứng oxy hóa khử nó phải có sự thay đổi về số oxy hóa. Thí nghiệm B của thầy nhúng thanh sắt vào. H24 loãng nguội, chỉ có H24 đặc nguội thì mới bị thụ động thôi, làm cho sắt thụ động thôi. Còn với 24 loãng thì không có điều đó, kể cả nguội thoải mái. Thì ở đây phản ứng sắt khử H cộng về H2 có sự thay đổi số oxy hóa, như vậy nó là phản ứng oxy hóa khử. Thí nghiệm C là thí nghiệm SCO2 là mất màu nước brom. SCO2 có tính khử, brom có tính oxy hóa và phản ứng này là phản ứng oxy hóa khử. Li-ti và li-tơ, nhớ là li-ti và li-tơ giống với lại lưu huỳnh với thủy ngân đó, là phản ứng với nhau ngay điều kiện thường, yêu nhau ngay lập tức. Đó. Kết quả là sản phẩm ra Ni3N. Đó, li-ti li-tơ-rua. Như vậy phản ứng này là phản ứng oxy hóa khử. Thí nghiệm E, H2S dẫn vào CuS4 không có sự thay đổi số xóa của một nguyên tố nào hết. Như vậy loại. Thí nghiệm G của thầy là HG cộng với lại lưu huỳnh ra HGS. À, các em chú ý của thầy là kinh nghiệm là cứ phản ứng có đơn chất tham gia hoặc đơn chất tạo thành thì nó là phản ứng oxy hóa khử. Đó. Thì các em đây hình dung đây, đơn chất tham gia. Như vậy, thầy có là 1, 2, 3, 4 thí nghiệm. Đáp án B là đáp án chính xác.